Cô chào các con. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học trực tuyến môn toán lớp 1 tuần 26. Các con đã được học về các số có 2 chữ số rồi. Bài học hôm nay cô sẽ dạy cho các con cách so sánh các số có 2 chữ số. Trang 142. Các con chú ý lắng nghe cô dạy nhé. Các con quan sát hình sau. Cô có 6 bó que tính và 2 que tính lẻ. Như vậy cô có tổng cộng là 62 que tính. Và số 62 này gồm mấy chục và mấy đơn vị nhỉ? À, số 62 gồm 6 chục và 2 đơn vị. Các con quan sát hình tiếp nha. Hình bên này thì cô có 6 bó que tính và 5 que tính lẻ. Như vậy cô có tổng cộng là 65 que tính. Và số 65 này gồm mấy chục và mấy đơn vị nhỉ? À, số 65 này gồm 6 chục và 5 đơn vị. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con cách so sánh số 62 và số 65. Đầu tiên, các con hãy nhìn hàng chục của hai số này. Các con thấy sao nào? Các con thấy hàng chục của hai số này đều là số 6. Khi mà hàng chục giống nhau, chúng ta sẽ chuyển sang hàng đơn vị. Các bạn nhận xét giùm cô coi hàng đơn vị của hai số này. 62 thì có hàng đơn vị là 2 và hàng đơn vị của 65 là 5. Bây giờ mình hãy so sánh hàng đơn vị của hai số này xem. À, 2 thì bé hơn 5 nên cô nói rằng 62 bé hơn 65. Các con nhắc lại nha. 62 bé hơn 65. Và cô sẽ ghi dấu bé vào chính giữa. Ngược lại thì sao nào? Khi mà 62 bé hơn 65 thì 65 sẽ như thế nào với số 62? Các bạn cũng thực hiện như cô vừa dạy ha. Các bạn so sánh hàng chục trước. À, 60, 60. Như vậy hai số này giống nhau thì mình chuyển sang so sánh hàng đơn vị. 65 thì có hàng đơn vị là 5. 62 thì có hàng đơn vị là 2. Như vậy thì 5 lớn hơn 2 nên 65 lớn hơn 62. Các bạn nhắc lại hai ý này nha. 62 bé hơn 65. Ngược lại, 65 lớn hơn 62. Các bạn nắm được cách so sánh chưa? Mình so sánh hàng chục trước. Nếu hàng chục mà giống nhau thì mình sẽ chuyển sang hàng đơn vị để mình so sánh. Cô sẽ làm cho các con thêm một ví dụ nữa nha. Các bạn quan sát hình sau cho cô biết này gồm có tất cả bao nhiêu que tính nè. À, cô có 6 bó que tính và 3 que tính lẻ. Như vậy cô có 63 que tính. Và số 63 này gồm có mấy chục và mấy đơn vị nhỉ? À, số 63 này gồm có 60 và 3 đơn vị. Mình chuyển sang hình tiếp theo nha. Có bao nhiêu que tính tất cả nhỉ? Các bạn thấy rồi đó. Cô có 5 bó que tính và 8 que tính lẻ. Như vậy cô có tất cả là 58 que tính. Và cô có số 58. Bây giờ các con hãy phân tích cho cô xem coi số 58 này gồm có mấy chục và mấy đơn vị. À, số 58 này thì gồm có 50 và 8 đơn vị. Bây giờ mình sẽ tiến hành so sánh hai số này nha. Đầu tiên mình so sánh hàng nào trước nè. Hồi nãy cô dạy trước đó rồi. Mình so sánh hàng nào? Mình sẽ so sánh hàng chục trước.
Bây giờ số 63 này có hàng chục là 60. Số 58 có hàng chục là 50. Các con thấy 6 như thế nào so với 5? 6 lớn hơn 5 nên cô nói rằng 63 lớn hơn 58. Thế ngược lại thì sao nè? 58 như thế nào so với số 63? Mình cũng tiếp tục so sánh như nãy cô chỉ ha. Mình so sánh hàng chục trước. 58 thì gồm có 50, 63 thì gồm có 60. 5 bé hơn 6 nên 58 bé hơn 63. Các bạn nhắc lại hai ý này giùm cô ha. 63 lớn hơn 58. 58 bé hơn 63. Các bạn nắm được cái này chưa? Tiếp theo các con sẽ so sánh số 45 và số 45. Đầu tiên thì mình sẽ nhìn vào hàng chục trước nha. 40. 45 bên này cũng có 40. 4 bằng 4, mình sẽ chuyển sang so sánh hàng đơn vị. 5 đơn vị so sánh với 5 đơn vị bằng nhau thì cô kết luận 45 bằng 45. Hai số giống nhau thì bằng nhau. Vừa rồi thì các con đã được cô dạy cho cách so sánh các số có hai chữ số. Bây giờ cô nhắc lại một lần nữa để các con nắm được bài học nha. Khi mà mình so sánh các số có hai chữ số thì mình sẽ so sánh chữ số ở hàng chục trước. Nếu chữ số ở hàng chục khác nhau thì mình sẽ so sánh chữ số hàng chục. Nếu chữ số hàng chục giống nhau thì mình sẽ chuyển sang mình so sánh chữ số hàng đơn vị. Nếu chữ số và hàng chục giống nhau và chữ số hàng đơn vị giống nhau thì hai số đó bằng nhau. Các con nắm được cách so sánh các số có hai chữ số chưa? Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện tập nha. Bài số 1 trang 142 yêu cầu chúng ta là điền dấu bé, dấu lớn, dấu bằng vào các con số sau đây. Cô sẽ làm mẫu một bài đầu tiên và những bài còn lại thì các con sẽ tự làm trong sách nha. Cô sẽ làm mẫu bài đầu tiên là 34 so sánh với 38. Các bạn nhớ lại xem, muốn so sánh các số có hai chữ số thì mình nhìn vào chữ số hàng nào trước nè. Hàng nào có? Hàng chục. À, 34 này gồm có 30. Số 38 này cũng gồm có 30. Số 30, 30 giống nhau thì mình sao nào? Mình sẽ chuyển sang so sánh hàng đơn vị. 34 này gồm có 4 đơn vị. 38 này thì gồm có 8 đơn vị. 4 so sánh với 8 cho cô nào. 4 như thế nào so với 8? 4 bé hơn 8 nên cô kết luận số 34 bé hơn 38. Các con nhớ nha, mình so sánh hàng chục trước. Hàng chục giống nhau thì mình sẽ chuyển sang mình so sánh hàng đơn vị. Còn nếu mà hàng chục khác nhau thì sao? Thì mình xem coi cái số nào lớn hơn, số nào bé hơn mình sẽ điền dấu vào ha. Còn hàng chục giống nhau, hàng đơn vị giống nhau thì hai số đó giống nhau, hai số đó giống nhau thì hai số đó bằng nhau. Các con có làm được những bài sau đây không? Cô tin là các con sẽ làm được ha. Bây giờ cô sẽ chuyển sang bài tập 2. Bài tập 2 và bài tập 3 cô sẽ gộp lại thành một trò chơi cho các con. Trò chơi này có tên là cánh cụt về nhà. Rất là hấp dẫn đúng không? Thì mình sẽ giải các bài toán cô đưa ra. Thì khi mà các con giải thành công các bài toán thì các con đã giúp cho các bạn cánh cụt này về nhà rồi đó. Các con có muốn giúp cho các bạn cánh cụt này về nhà không? Mình bắt đầu nha. Câu hỏi của cô đưa ra là khoanh vào số lớn nhất trong ba số sau đây: 72, 68, 80. Các con nhìn xem coi, trong ba số này số nào lớn nhất đây?
Muốn biết số nào lớn nhất thì mình so sánh thôi. Và muốn so sánh thì mình nhìn vào chữ số hàng nào trước. Chữ số hàng chục. 72 gồm có 70. 68 gồm có 60. 80 gồm có 80. 70, 60, 80. Số nào lớn nhất đây con? Có phải là 80 lớn nhất không? Thì cô chọn 80 là số lớn nhất. Để coi coi đúng không nha. Chính xác rồi. Tiếp theo nha tụi con. Khoanh vào số lớn nhất. 91, 87, 69. Vào các con so sánh cho cô coi. Trong 3 số này số nào lớn nhất đây? Mình nhìn vào hàng chục trước ha. 91 gồm có 90. 87 gồm có 80. 69 gồm có 60. 90 nè, 80 nè, 60 nè. Mấy chục là lớn nhất đây? À, 90 là lớn nhất. Như vậy cô kết luận là 91 là số lớn nhất. Chính xác luôn. Tiếp nha. Khoanh vào số bé nhất. Nhớ là bé nhất nha. 38, 48, 18. Để mình biết xem số nào bé nhất thì mình cũng sẽ so sánh hàng nào trước. Hàng nào trước? Hàng chục trước. 38 gồm có 30. 48 gồm có 40. 18 gồm có 10. 30, 40, 10. Thì cái nào bé nhất đây? Có phải là 1 là số bé nhất không? Thì cô chọn 18 là số bé nhất. Các bạn có đồng ý với cô không? À, mình lại làm đúng tiếp rồi ha. Và bài cuối cùng. Khoanh vào số bé nhất. 76, 78, 75. Bài này hơi khó đúng không? 76, 78, 75. Mình nhìn vào hàng nào trước để mình so sánh đây. Hàng chục trước đều là 70 hết. Khi mà hàng chục giống nhau thì mình sao nào? Mình sẽ chuyển sang so sánh hàng đơn vị. 76 gồm có 6 đơn vị. 78 gồm có 8 đơn vị. 75 gồm có 5 đơn vị. Như vậy cô thấy là 5 là số bé nhất trong 3 số này. Cô chọn 75 là số bé nhất. Chúc mừng các con nha. Các con vừa giúp cho các bạn cánh cục này về được nhà rồi đó. Mình sẽ chuyển sang bài tập cuối cùng. Bài 4 trang 143. Viết các số 72, 38, 64. Câu A. Theo thứ tự từ bé đến lớn. Câu B. Theo thứ tự từ lớn đến bé. Cô có 3 số đó là số 72, 38, 64. Bây giờ nhiệm vụ của mình là xếp theo thứ tự từ bé nhất cho đến lớn nhất. Còn câu B thì mình sẽ xếp từ lớn xuống bé. Các con có 1 phút để mình hoàn thành bài này. Sau đó cô sẽ sửa bài cho các con nha. Câu A, theo thứ tự từ bé đến lớn thì mình cũng nhìn trong 3 số này ha. Bé nhất trong 3 số này là số 38. Mình xếp tiếp theo là số 64 và cuối cùng là số 72. Tiếp tục, câu B, theo thứ tự từ lớn đến bé, mình nhìn hàng chục trước nè, 70, 30, 60. Có phải là 72 là số lớn nhất không? Tiếp đến lùi về là 64 và số bé cuối cùng là 38 ha. Các con đã xếp theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé được rồi đó. Bài học đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các con đã lắng nghe bài học này và cô chúc cho các con học thật tốt. Cô chào các con.